chào mừng các bạn đã đến với ngày thứ bảy của chuỗi video về trồng răng implant và hôm nay thì chúng ta sẽ nói về một vấn đề mà nhiều người quan tâm khi cân nhắc cấy ghép implant đó là chi phí việc hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí và làm thế nào để đầu tư thông minh cho sức khỏe răng miệng của bạn sẽ giúp cho bạn có quyết định sáng suốt hơn hãy cùng tôi tìm hiểu về những yếu tố ảnh hưởng đến chi phí cấy ghép thứ nhất đó là vật liệu implant như thảo luận ở video trước thì vật liệu implant có ảnh hưởng lớn đến chi phí Titanium và Zirconia có giá khá cao và là các lựa chọn vật liệu cao cấp hơn, thường đi kèm với chi phí cao hơn. Thứ hai đó là tay nghề và kinh nghiệm của bác sĩ. Các bác sĩ sẽ à, các bác sĩ có nhiều kinh nghiệm và được đào tạo chuyên sâu thường sẽ có chi phí dịch vụ cao hơn. Tuy nhiên, điều này đảm bảo rằng bạn nhận được dịch vụ chất lượng cao, giảm thiểu rủi ro và đạt được những kết quả tốt nhất. Thứ ba đó là công nghệ và thiết bị sử dụng. À, các phòng khám sử dụng công nghệ tiên tiến như là chụp CT 3D, phần mềm mô phỏng cấy ghép, uh, máy cấy ghép hiện đại có thể giúp uh, có thể uh, có chi phí cao hơn. Tuy nhiên, những công nghệ này giúp tăng độ chính xác và giảm thiểu biến chứng trong quá trình cấy ghép. Vị trí và quy mô của phòng khám. Chi phí cấy ghép Imland cũng có thể thay đổi tùy thuộc vào vị trí địa lý của phòng khám và quy mô của cơ sở. Phòng khám tại các thành phố lớn hoặc danh tiếng thường sẽ có chi phí cao hơn so sánh chi phí giữa các phòng khám làm thế nào để so sánh khi mà so sánh chi phí giữa các phòng khám thì hãy chú ý đến các yếu tố như là kinh nghiệm của bác sĩ công nghệ sử dụng dịch vụ hậu mãi đừng chỉ nhìn vào giá cả mà hãy cân nhắc toàn bộ giá trị mà bạn nhận được lợi ích của việc đầu tư vào chất lượng đầu tư vào một bác sĩ và phòng khám có uy tín có thể giúp bạn tránh những rủi ro và chi phí phát sinh sau này do các biến chứng hoặc việc phải làm lại cấy uh, ghép implant tính toán chi phí tổng thể chi phí chọn gói nhiều phòng khám cung cấp dịch vụ cấy ghép chọn gói bao gồm cả phẫu thuật này vật liệu này theo dõi hậu mãi này thuốc thang này hãy tìm hiểu kỹ để biết rõ tất cả các chi phí phát sinh hãy lập kế hoạch tài chính để cái ghép răng implant không không trở thành gánh nặng tài chính thì bạn có thể lập kế hoạch trước tìm hiểu về các gói dịch vụ trả góp hoặc bảo hiểm nha khoa nếu có việc hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí cấy ghép implant sẽ giúp cho bạn đưa ra quyết định thông minh và đảm bảo rằng bạn đầu tư xứng đáng cho sức khỏe và nụ cười của mình trong video ngày mai thì tôi sẽ giải thích tại sao cấy ghép implant là lựa chọn tốt nhất cho những ai bị mất răng hãy đón xem vào ngày thứ 8 xin chào và hẹn gặp lại các bạn